cái khi hợp nhất tức là giữa tỉnh Hải Ninh với lại Hồng Quảng năm 64, tức là cuối năm 63, tháng 10 năm 63 thì hợp nhất hai tỉnh. Thì lúc đó là ông bảo tôi, bây giờ mày đi làm quan huyện. Thế là lúc bây giờ là ông giải phóng cho tôi đi làm, đi xuống huyện làm huyện đội trưởng. Ông là ông nào? Ông nào vậy? Cái ông lãnh đạo ở đây? À, lúc bây giờ là ông Mặc, ông Hoàng Sơn Tùng rồi. Tức là sau ông Lâm, Mai Trung Lâm đi thì ông Hoàng Sơn Tùng về. Nhưng mà Sơn Tùng về là cái thời sau này á, là năm 67 rồi ông mới về. Ông đi 66 đi thì ông lệnh tạm quyền. Năm 6 vậy? À, năm 56. Thì ông đặt công lệnh tạm quyền huyện đội trưởng, à tỉnh đội trưởng. Thế còn ông Lâm đi thì ông lệnh quyền tỉnh đội trưởng. Thì bây giờ thì theo văn bản các thứ thì gọi là ông ấy là tỉnh đội trưởng thì cũng được. Vì ngày xưa nó không bổ sung ai, quyết định như thế nào, bổ nhiệm ai thì có quyết định thì cái đấy mình không biết được. Thì sau ông lệnh một thời gian ngắn thì ông Chu Văn Tấn là cho ông chuyển sang làm phó ty nông nghiệp. Vì ông lúc bây giờ là bí thư khu ủy cho nên chỉ đạo cả cái tỉnh ủy ở đây là ông vẫn chỉ đạo hết. Ví dụ như bố trí cán bộ như thế nào thì chủ yếu là ông Tấn. Thì lúc đó là điều ông Hoàng Sơn Tùng về đây. Ông cũng là trong cái số 34 chiến sĩ giải phóng quân đấy. Ông Lâm này cũng là một trong những ông chiến sĩ giải phóng quân, nhưng mà không biết như thế nào thì cái chuyện đấy thì mình không biết được. Ông Hoàng Sơn Tùng như vậy là cũng là người Thái Nguyên à? Không, ông ấy người Cao Bằng đấy. Cao Bằng ạ. Ông Tùng với ông Lâm này là cùng quê Cao Bằng. Thế xong sau khi mà ở làm tỉnh đội trưởng Quảng Ninh xong thì ông Hoàng Sơn Tùng chuyển đi đâu ạ? Về làm phó phòng dân quân của quân khu Tả Ngạn, quân khu 3 này. Để sau ông nghỉ hưu, ông có vào vợ ở Hà Nội. Chắc là giờ ông cũng còn đâu. Ông mất rồi. Ông Tùng mất rồi. Ông ấy già, cũng già hơn ông Lâm, ông Mai Trung Lâm. Thế hồi thì ở Hải Ninh này thì làm tỉnh đội trưởng thì ai là cần vụ của ông Mai Trung Lâm ạ? Mai Trung Lâm là Ngôi Tao Ánh người Bắc Cạn. Ông ấy là đi theo thằng Ngôi, đi theo ông ấy ra rồi cũng đi theo ông về luôn. Dạ vâng, dạ. Mất một thời gian. Thế cái cậu ấy là người Bắc Cạn, người Tây Bắc Cạn, tên là Hoàng Văn Ngôi gì đó. Tôi nhớ đấy. Cái lúc mà thời gian ở đây thì ông ngoài những cái thời khi mà phải chỉ đạo quân sự rồi thì học hành thì ông Lâm có cái thứ tiêu khiển nào không ạ? Cái thứ giải trí nào không ạ? Có cái đâu mà tiêu khiển. À đấy ạ, không có. Không có cái gì, đi đâu hết. Thì lúc đó là cái vùng giải phóng thì toàn là rừng núi thì ông chẳng đi đâu. Đó là cơ quan thôi, mà còn cơ quan thì xuống đơn vị. Thế đó, chứ còn ông về thì lại về cơ quan hay về tỉnh đội thì có một nhúm người thôi. Có chơi cờ như thế gì ạ? Dạ. Có đánh cờ, có tham gia chơi đánh cờ như thế nào? Không. À, không. Không thích cụ chơi gì. Không nghiện thuốc. Nhưng mà uống rượu. Lúc nào mặt đỏ hưng. À, lúc nào cũng hay nói tiếng Tây. Mà nói tiếng Tây Cao Bằng bây giờ mình, tôi người Tây nhưng mà nghe cũng không nghe được hết rồi. Ông ấy nói liên thắng. Tỉnh thoảng có dỗi dỗi rồi ông lại gọi cho lên. Hỏi hai tinh thần. Nhà thế nào, nhà ở đâu? Bạn thì không có thời gian nữa, lúc bây giờ công việc nó nhiều lắm. Rất ngày bùi đầu trong cái đống mật mã ấy. Thế là bác học mật mã thành như thế nào ạ? Là được từ như bác nói là bác được đào tạo của Trung ương. Vâng, thì cái lúc bây giờ tôi ở Trung đoàn 174. Dạ. Làm lính của Trung đoàn 74 đấy. Thì là lúc đó nó mới cử tôi đi học mật mã. Thì những
như lúc đầu mình nghe cái dầu đi học bật mã chắc là hay đây. Thì học bật mã thì về Thái Nguyên năm 49 ấy. Trước tôi làm lính ở trung đoàn 174 thôi. Ở đại đội. Thế xong ông cử đi học. Trung đoàn trưởng gửi đi. Ông làm việc đấy. Ông làm việc đấy. Ông bảo có cái lớp mà học mật mã thì cử một số các cậu đi để sau này là về là các tiểu đoàn mà cần thiết phải bổ sung, ví dụ các tiểu đoàn nó đi hoạt động độc lập thì phải có cơ yếu. Bây giờ là không có cơ yếu thì không được. Thế thì trung đoàn nó cử với những anh đảng viên này, thế rồi phải có trình độ văn hóa ít, tức là ít ra phải biết đọc viết. Thì cái thời là bác học lớp 4, lớp 5 vậy là thời Pháp ấy. Học cái côn primer chữ nghĩa viết được rồi. Thế là đi năm 49 thì học ở Giang Tiên ấy, chỗ Thái Nguyên ấy, học 8 tháng. Sau ra trường thì đầu năm 50, cái thời kỳ ấy là đang xử án về cái vụ Trần Thị Châu với lại cái gì đấy. Đấy, cái thời là bác ra lệnh xử án ở Thái Nguyên là Đồng Lóc, Trần Thị Châu. Trong một thời gian thì là tôi được phân công về cơ yếu của Việt Bắc, về quân khu Việt Bắc. Về đấy thì chủ yếu là cho tập sự thôi, các thứ. Nhưng mà cái chính là bọn tôi là cái loại mà đào tạo để phân đi các cơ sở. Cái thời gian 8 tháng học mật mã thì cái ngày đại bác ở Thái Nguyên. Thái Nguyên thì lúc bây giờ là về trường thì ở đấy nó ở chỗ Giang Tiên ấy. Nhưng mà có những các thầy dạy mật mã là những ai? Thời đấy á, dạy mật mã thì có ông Khôi, người Nam Định. Lương Ngọc Quyến, đây là người Thanh Hóa, các thầy lão là người đen đen, đây là một số thầy khác nữa, nhưng mà chủ yếu là thầy Khôi, thầy Quyến, thầy Cẩn, Cẩn thì năm ở Hà Đông, dân Hà Đông. Ngày xưa là bác là ở Lạng Sơn như vậy, miền núi như vậy, còn được học đến lớp 4, lớp 5 rồi. Tức là gia đình cũng phải trả khá tạm đúng không? À, lúc bây giờ thì cũng vào cái loại là phụ thì cứ bảo là sau này nên người thì phải đi làm cái quan gì ấy, chẳng hạn bé bé được. Không có thì đi làm hương sư. Thế ở nhà làm cái quái gì? Thế là gia đình bác cũng bây giờ phải khá giả thì mới được đi học chứ? Cũng phải là đủ ăn, đủ mặc. Không phải là loại nghèo. Nhưng mà lúc bây giờ mình cũng biết là thế nào gọi là trung nông, thế nào là phú nông, thế nào là bần nông đâu. Bây giờ thì đi học thì cha mẹ cứ có điều kiện cho đi học thì cứ đi. Nhưng mà đi chỉnh huấn thì mới biết thế nào là bần nông. Sau này vào bộ đội rồi thì mới lúc bây giờ mới chỉnh huấn năm 53 đấy thì 51, 52 là chỉnh huấn cải cách ruộng đất thì lúc bây giờ là mới biết là à. Thế là 53 là bác chỉnh huấn cái vùng đất là ở đây chứ ạ, học chỉnh huấn là ở đây chứ ạ. Tôi ra đây năm 50 mà. Dạ và cái đến 53 thì chỉnh huấn ở đây luôn. Thời kỳ là cải cách dụng đất các thứ là mình ở ngoài này rồi. Ngoài này thì lúc bây giờ đánh nhau thì có chỉnh huấn gì không ạ? Không. Không. Lúc bây giờ thì chủ yếu là làm việc. Tình hình phát triển đi đến đâu thì cứ làm việc thôi. Lúc đó thì đã có phong trào rồi, đến năm 50 là mình mới giải phóng được cái biên giới nhá. Thì có cái huyện Đình Lập với là nửa huyện, tức là từ cái chỗ mà giáp với Tiên Yên ấy thì là nửa huyện là được giải phóng. Nhưng mà nếu mà gọi là cái huyện được giải phóng đầu tiên ấy thì là huyện Đình Lập, nhưng mà sau này thì nó lại cắt Đình Lập về Lạng Sơn, cho nên là thành Quảng Ninh lại không có. Chính nhà Đình Lập trước là thuộc Hải Ninh, tức là cái nôi của cách mạng ấy, phát triển từ đấy mà sang Bình Liêu, rồi là bắt đầu từ cái Bình Liêu nó mới phát triển xuống cái đường 4 này, đường 18 này.